là ra hết giấy tờ là bao tiền em? À, khoảng 200. Đâu đâu tính máy tính thế nào tính. Mua đợt đầu là 200. 235 triệu. 235 rồi cộng bao nhiêu nữa? Được giảm 4%. À. 4%. Là còn 225.600. Rồi. Thì anh đăng ký biển là mất 20 triệu tiền điện. 20 triệu ở Hà Nội này. Đăng kiểm là mất 2.3. Ờ. Là còn 247.900. Ờ. Và tiền cọc pin của nó là 7 triệu. 7 triệu. Chứ còn không thể đăng ký vào cho